của răng sữa đối với cuộc sống của trẻ như thế nào và lịch thay răng của trẻ ra sao? Hệ răng sữa nó cũng rất là quan trọng. Nó cũng quan trọng y như cái hệ răng vĩnh viễn như vậy. Vì răng sữa nó cũng thực hiện chức năng ăn, nhai, nói, nuốt, phát âm như răng vĩnh viễn. Và bên cạnh đó nữa là giữa cái thẩm mỹ nữa. Những cái đứa trẻ mà nó cười có cái bộ răng sữa rất là đẹp, vì như tên gọi răng sữa. Thì như vậy rõ ràng là hệ răng sữa nó cũng phải đảm nhận đầy đủ hai chức năng là chức năng nhai và chức năng thẩm mỹ. Thế lịch mọc răng sữa của trẻ thì như thế nào? Cái lịch mọc răng á, thì nói chung á, thì chúng ta chỉ tính một cái khoảng thời gian thôi, chứ không có phải đúng như vậy. Vì có trẻ thì nó mọc sớm, có trẻ thì nó mọc trễ. Đại đa số á, thì nó sẽ mọc theo thứ tự. Thì những cái răng mà để làm cái chức năng mà cắn á, như là những cái răng cửa đó, thì nó mọc vào khoảng là đứa trẻ khoảng 5 đến 6, 7 tháng. Và nó học mọc hàm dưới trước rồi nó mọc hàm trên. Rồi sau đó thì nó mọc tới cái răng mà để xé thức ăn, chúng ta gọi là răng nanh á, thì khoảng 15, 17, 18 tháng. Rồi hai cái răng mà hàm sữa đó để thực hiện được cái chức năng nhai hoàn toàn đó, thì là cái răng số 4 và cái răng số 5. Thì hai cái răng đó thì cái răng số 4 nó mọc trước cái răng số 3. Trước cái răng nanh thì cũng khoảng là 14, 15 tháng tuổi. Và cuối cùng cái răng mọc sau cùng nhất là cái răng số 5 để thực hiện hoàn toàn cái chức năng nhai cho trẻ đó là khoảng từ 24 tháng cho đến 30 tháng. Như vậy thì khi đứa trẻ được 2 tuổi rưỡi thì đã hoàn tất cái bộ răng sữa của nó. Dạ thưa bác sĩ Lợi, bản thân Quyên khi mà chăm sóc răng miệng cho con mình á, thì thật sự là Quyên rất là kỹ trong vấn đề này. Tuy nhiên là răng sữa của bé rất là dễ bị sâu. Và đây cũng là vấn đề mà nhiều bà mẹ chia sẻ với Quyên. Không biết là nguyên nhân là do đâu ạ? Như đã nói đó thì là cái sâu răng ở trẻ đó thì nó rất là khó phát hiện. Và đó khi mà nó phát hiện ra rồi, tức là trẻ nó nhức, nó đau. Nó đau, nó nhức và nó báo với lại cha mẹ phụ huynh là nó nhức răng. Nhưng mà đến khi mà nó báo là nhức răng rồi thì thôi rồi. Tức là nó đã đi vào đến tủy răng rồi. Thì như vậy đó, để chúng ta phát hiện sớm đó, thì tôi nhấn mạnh ở đây là phải vai trò của phụ huynh, mà nhất là vai trò của người mẹ đi nha. Thì chúng ta phải chải răng cho trẻ như là chúng ta chải răng cho chúng ta. Chúng ta giữ vệ sinh răng miệng của chúng ta như thế nào thì chúng ta cũng phải làm cho trẻ như thế đó. Vì ở đứa trẻ đó thì cái tủy răng của nó rất là to, nên mình chưa có phát hiện nó sâu răng. Nếu mà nó cái đường sâu nó vào rất là nhỏ, chúng ta không thể thấy được đó. Và nhất là ở trong những cái vùng kẽ răng đó, thì đến khi mà đứa trẻ nó báo nó nhức rồi thì nó đã vào tới tủy rồi. Do đó chúng ta phải chăm sóc răng cho đứa trẻ đó nó còn kỹ lưỡng hơn. Và mà trẻ thì nó không thể nào nó chảy răng một cách mà sạch sẽ như mình được. Nên tôi cũng muốn nhấn mạnh lại là vai trò của bà mẹ. Chúng ta chảy răng chúng ta như thế nào, chúng ta chăm sóc răng miệng chúng ta như thế nào thì chúng ta chăm sóc cho trẻ như thế đó. Và để không để nó bị nhức răng. Và nếu mà chúng ta phát hiện nó thấy có cái lỗ sâu mặc dù nó không hề kêu nhức, thì chúng ta cũng đưa nó đến phòng khám răng mặt và chúng ta cũng điều trị y như người lớn. Tức là chúng ta phải chữa răng đó, tức là chúng ta phải trám lại hết toàn bộ lỗ sâu. Vì sao? Vì phía dưới cái răng sữa đó là nguyên cái mầm răng vĩnh viễn. Thì chúng ta phải bảo vệ cái răng sữa đó, nó phải tồn tại trên miệng đứa trẻ đến cái lịch trình mọc răng vĩnh viễn. Và khi răng vĩnh viễn mọc lên rồi thì tất nhiên cái răng sữa đó sẽ bị thay và cái răng vĩnh viễn đó sẽ lên một cách là hoàn chỉnh hơn, tốt hơn. Dạ thưa bác sĩ, nếu chẳng may mà trẻ bị mất răng sớm hay phải nhổ răng sữa trước tuổi do sâu răng, thì trong những trường hợp này thì có cần phải dùng hàm giữ cho trẻ hay không? Và nếu có thì chúng ta cần phải lưu ý những điều gì hay không? Nhổ răng sữa sớm và phải làm bộ giữ khoản là cái điều này hoàn toàn đúng. Và nó thêm một cái vấn đề nữa là khi đứa trẻ mà nó có cái bộ giữ khoản như vậy đó, thì phụ huynh lại càng phải chăm sóc vệ sinh răng miệng của nó càng kỹ lưỡng hơn để không bị sâu.